Khoảng 14 giờ 40 ngày 19 tháng 8 năm 2014, trong trận mưa kèm theo lốc mạnh khiến biển quảng cáo tại một cửa hàng điện thoại trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ngã xuống vỉa hè, đè chín chiếc xe máy dựng trước cửa hàng này. Theo thông tin ban đầu từ người dân, khi đó mưa lớn kèm theo gió mạnh, bỗng biển hiệu quảng cáo có bề rộng khoảng 3 m, cao khoảng 2 m trước cửa hàng điện thoại mặt tiền tại đường Đinh Tiên Hoàng ngã xuống vỉa hè. Chín chiếc xe máy của khách hàng và nhân viên của cửa hàng dựng trước cửa bị biển quảng cáo đè trúng, trong đó có một chiếc xe bị hư hỏng khá nặng tại hiện trường nhiều mảnh vỡ của biển quảng cáo và các bộ phận bằng nhựa của xe máy bị rơi xuống vỉa hè biển quảng cáo có nhiều dây điện chẳng chịt một cục nóng lạnh nằm đè lên biển quảng cáo công an địa phương đã lập biên bản hiện trường đại diện cửa hàng điện thoại cho biết trước mắt cửa hàng tháo rỡ biển quảng cáo để đưa xe khách hàng ra đưa đi sửa chữa sau đó sẽ làm việc lại với đơn vị lắp biển quảng cáo để đòi bồi thường